Tôi vừa gọi điện cho Văn Hiếu, anh ấy sắp tới rồi, cho nên tôi ra đây đợi anh ấy. Linh Sang, trong trái tim cô chẳng lẽ không có một góc nào dành cho tôi sao? Trái tim tôi đã dành trọn cho Văn Hiếu, không thể tiếp nhận tình cảm của ai khác. Anh đối với tôi rất tốt, tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng nơi này chỉ có Văn Hiếu mà thôi. Nghe những lời này của cô, tôi không biết nên vui hay là nên buồn đây. Vui hay buồn đều là lựa chọn bản thân mà thôi, người khác không thể can thiệp được. Cũng giống như anh thấy đó, những gì tôi hy sinh cho Văn Hiếu nào có được bồi đáp xứng đáng. Đây cũng là một kiểu đau khổ, còn hạnh phúc của tôi chỉ xoay quanh một mình anh ấy mà thôi. Linh Sang, chính điểm này đã thu hút tôi, cũng là điểm đẹp nhất của cô. Sự lạnh lùng, trầm tĩnh của Văn Hiếu cũng là điều thu hút tôi. Văn Hiếu tàn nhẫn, còn cô cũng thật tàn nhẫn. Chỉ có đồng loại mới có thể cùng tồn tại. Linh Sang, hãy cho tôi ôm cô một lần. Chỉ có như vậy mới có thể làm tan đi phần nào băng giá trong trái tim tôi. Chút ấm áp này đủ để tôi hưởng thụ cả đời. Vậy tôi xin được nói vài câu trước, anh đừng ghen tị. Tại sao tôi phải ghen tị? Tôi và Linh Sang gần gũi như vậy, ngộ nhỡ tôi tin tưởng cậu. Đừng. Chuyện tình cảm khó lòng nói trước, đến tôi cũng không dám tin vào bản thân tôi. Tôi tin tưởng Linh Sang, cô ấy tự sẽ biết chừng mực. Văn Hiếu, liệu anh có quá tự tin không? Tình cảm không phải như con số, có thể đong đếm được. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Văn Hiếu đồng ý với bố.
bất kể ra sao, con phải giúp đi ai lên sàn, hoàn thành cam kết của bố với cổ đông. Bố đã nói với Linh Sang những gì? Con người luôn khao khát, còn những hy vọng, mong manh khó đạt được. Chỉ cần con thả một mồi câu, nó sẽ một lòng một dạ theo đuổi con. Chỉ có như vậy mới có thể giữ vững vị trí của con. Nhưng con không muốn vì quyền lợi của con mà làm tổn thương người khác. Gánh vác trách nhiệm của DI là điều bắt buộc. Văn Hiếu, nếu như con có được một người tài hoa trong tay, tuyệt đối không thể cho người đó xâm nhập vào thế giới của con. Chỉ khi người đó phụ thuộc vào con mới được trợ thủ đắc lực. Tài hoa chỉ là yếu tố sau, trung thành mới là quan trọng nhất. Nhưng mà bố, đây mới là kinh doanh. Cho dù con không có tình cảm với nó, cũng đừng nên giữ khoảng cách với nó. Tình cảm của tôi với Linh Sang là yêu hay là ái náy, dường như tôi chưa từng thông suốt. Đừng để bản thân bị cảm lạnh. An tâm, tôi sẽ đợi cùng cô. Trong thời khắc này, tôi mới hiểu được, người khác cầu ấm áp không phải mặt trần, mà là tôi.